Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Cho mình hỏi là hồi bé các bạn có thích chơi những món đồ chơi hay không? Hãy chia sẻ cho TV Today được biết món đồ chơi ưa thích nhất của các bạn là gì nhá. Các bạn thân mến, đồ chơi như là gấu bông, búp bê hay là các loại mô hình luôn là một người bạn gắn bó thân thiết với trẻ nhỏ, đúng không? Theo nhiều nghiên cứu thì trẻ em có thể học hỏi các kỹ năng tăng khả năng sáng tạo khi chơi đồ chơi nữa đấy. Tuy nhiên thì trên thế giới là có một vài món đồ chơi vô cùng là đáng sợ. Nó không nên dành cho trẻ em hay thậm chí là cả người lớn. Bạn có tò mò đó là những món đồ chơi nào hay không? Hãy cùng TV Today tìm hiểu những món đồ chơi kinh dị mà tốt nhất bạn đừng nên rước chúng về nhà nha. Thứ nhất, Jolly Dream. Các bạn cho mình hỏi là ở đây có bạn nào yêu thích bộ phim Toy Story hay không? Hãy comment để TV Today không cảm thấy lạc lõng các bạn nhé. Nếu như bạn là fan của loạt phim hoạt hình nổi tiếng này thì chắc hẳn bạn không mấy xa lạ với chú khỉ canh gác ồn ào trong phần 3, đúng không nào? Nếu như tiếng chửng chọe cùng đôi mắt đỏ ngầu của chú khỉ điên này từng tạo nên những trang cười sảng khoái trong phim thì ở ngoài đời chú không hề dễ thương chút nào đâu nhá. Jolly Dream hay Jolly Tintin là một món đồ chơi của công ty Daishin CK Nhật Bản sản xuất trong những năm 1950-1970. Khỉ Jolly thường được mặc quần kẻ sọc với áo ghi lê vàng khá giống với trang phục của những chú hề. Khi được kích hoạt thì Jolly liên tục đập các chửng chọe vào nhau. Một số chú khỉ còn có thể bấu víu, nói chuyện phím, cười ngoác mồm, cười toe toét, trố mắt ra ngoài hay thậm chí là lộn nhào nữa đấy các bạn. Biết rằng mục đích sản xuất chú khỉ này của Daishin CK là để mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng dường như nó lại đi ngược tác dụng. Chính vì tạo hình gớm ghiếc, chú khỉ này thường xuyên bị đem vào phim ma để mà hù dọa dân tình. Câu nói đã xấu mà còn đóng vai ác là minh chứng rõ ràng nhất trong hoàn cảnh này đấy các bạn. Không chỉ xuất hiện làm chú khỉ canh gác xấu xa trong Toy Story 3, Jolly Dream còn xuất hiện như món đồ chơi kinh dị trong Annabelle Comes Home. Đặc biệt, chú khỉ này cũng là nhân vật chính trong truyện ngắn kinh dị The Monkey của Stephen King. Chuyện kể rằng mỗi khi tiếng chửng chọe của chú vang lên, có một người sẽ phải bỏ mạng. Và ngay đến đây có bạn nào dám bỏ tiền ra rước một em khỉ này về để trưng hay không nào? Đang say giấc ngủ mà tự nhiên em khỉ nó quả choang một cái thì không biết là nên cười hay là nên khóc nữa các bạn. Tiếp theo sau đây cũng là một món đồ chơi xuất hiện trong những bộ phim kinh dị đấy. Các bạn có tò mò không? Đó là thứ hai, Baby Secret. Nếu như bạn cảm thấy sợ hãi từ xa bởi con búp bê giết người trong Child's Play hoặc Annabelle thì bạn hãy ngồi cho vững nhé. Bởi vì con búp bê này cũng kinh khủng không kém như tên sát nhân đồ chơi kia đâu. Baby Secret hay còn được gọi là búp bê thì thầm là một món đồ chơi nổi tiếng được phát hành vào năm 1960. Tuy nhiên thì điều làm nó trở nên thu hút không phải là vẻ bề ngoài dễ thương xinh đẹp như những con búp bê đâu nhé các bạn. Baby Secret có một hộp thoại thì thầm và cái miệng cử động phát ra âm thanh khi đang nói chuyện. Khi kéo sợi dây ở bên hông búp bê ra thì nó sẽ thì thầm với bạn những câu kiểu: tôi muốn nói với bạn điều này, tôi muốn được ngủ cùng bạn tối nay, liệu có ai khác còn thức không? Đây có lẽ là sự kết hợp đáng sợ nhất trong lịch sử chế tạo đồ chơi. Nghiêm túc mà nói nha, những nhà sản xuất đang nghĩ gì vậy trời? Bạn thậm chí còn có thể biến đoạn quảng cáo con búp bê thành một bộ phim kinh dị chỉ đơn giản bằng cách thêm đoạn nhạc rùng rợn thôi. Bạn có muốn có một món đồ chơi thì thầm những bí mật vào tai bạn mỗi đêm không? Mình thì mình không phải một chuyên gia về đồ chơi, nhưng mà những con búp bê với đôi mắt không chớp như thế này, thều thào như thế này đang thì thầm với bóng tối thì là một ý tưởng hơi bị tồi đấy nha các bạn. Tiếp theo, đây cũng là một em bé búp bê không hề kém cạnh Baby Secret đâu nhá. Thứ ba, Baby Laugh A Lot. Giống y như cái tên của nó luôn, Baby Laugh A Lot là một con búp bê biết cười với mục đích đem lại niềm vui cho những đứa trẻ. Nhưng mà cười ở đây không phải là cười mỉm, cười nhe răng duyên dáng đáng yêu các kiểu đâu, mà là kiểu cười toét miệng, đỏ lồm toàn là lưỡi với răng các bạn à. Eo ơi, nhìn nó thử đi, giống như một món đồ chơi Halloween hơn là đồ chơi cho trẻ em á. Thậm chí để tái hiện chân thực tiếng cười này, nơi sản xuất còn nhét thêm một đoạn cười của trẻ con vào nữa đấy các bạn. Đoạn quảng cáo cho con búp bê thích cười này còn được biết đến là một trong những đoạn quảng cáo nổi tiếng nhất thế giới bởi nó không khác gì một trailer phim kinh dị cả. Khi con búp bê này di chuyển tới lui và cười khúc khích không kiểm soát, màn hình liên tục cắt đến những cảnh em bé cũng đang cười điên cuồng, sau đó lại quay về cảnh con búp bê trong chớp mắt. Và thực sự là những âm thanh trong cái đoạn quảng cáo này quá là khủng khiếp để có thể dành cho trẻ em. Rồi đến khi gần hết pin các bạn ha, các bạn còn có thể nghe thấy điệu cười còn khiếp đảm hơn cả lúc nó còn đầy pin nữa kìa. Nghe thấy giống cách cười của muhahaha của mấy kẻ xấu trong một hình đúng không? Các bạn thấy em búp bê này như nào? Mình nghĩ là nó sẽ giúp cho bạn cười, nhưng mà cười ra nước mắt vì ám ảnh thì đúng hơn. Và đang đêm nha, nó mà cười cho một phát thì ngủ nghe được gì nữa. Nếu như bạn nào đang có ý định tiết kiệm tiền thì đừng bỏ qua món đồ chơi tiếp theo nha. Thứ tư, ống đựng tiền Bank Face.
Ở đây có bạn nào có thói quen tiết kiệm tiền vào những chú heo đất không nào? Hãy comment chia sẻ với chúng mình các bạn nha. Mình thì mình thấy cái tiết kiệm này khá là hay ho và dễ thương ha. Ngoài mục đích là tiết kiệm ra thì chúng mình có thể bày chú heo đất đó trong phòng như món đồ trang trí nữa đúng không? Tuy nhiên, món đồ chơi tiết kiệm mà To Be Today muốn giới thiệu với các bạn ngay sau đây là khiến cho hình tượng về những chú heo đất đáng yêu phải sụp đổ. Ống đựng tiền mà bạn đang nhìn thấy đây là một sản phẩm đến từ đất nước Mặt Trời Mọc. Nó có hình dạng giống như một khuôn mặt người được gắn vào một bức tường cao su bằng phẳng. Nhiệm vụ của nó là há miệng ăn các đồng xu của bạn để giúp cho bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Thế nhưng, nhìn kỹ đi các bạn, bạn sẽ thấy đôi mắt của nó rất là hung tợn, trợn trừng như đang nhìn thấu tâm hồn của bạn vậy. Nếu như bạn sở hữu ống tiết kiệm này thì mình khuyên bạn nên cho nó ăn hàng ngày, chứ nhìn cái miệng kia thì không chừng nó có thể nuốt chửng luôn các bạn, chứ đừng nói là vài đồng tiền xu lẻ nha. Để lấy tiền ra khỏi bank face này, bạn chỉ cần mở cửa ở dưới cùng của sản phẩm và đổ tiền ra. Nhưng nếu như bạn thích chơi các trò chơi kinh dị hay là thích cái cảm giác sảng khoái khi đập heo đất thì bạn có thể làm cách này nha. Rạch một đường dài trên khuôn mặt của bank face và lấy tiền ra từ bên trong. Cách này tuy là không khiến bank face chảy máu, nhưng nó lại khiến chúng ta cảm thấy như đang rạch vào mặt của ai đó vậy. Chắc cái ống đựng tiền này sinh ra để phục vụ nhu cầu tiết kiệm của những sát nhân bệnh hoạn và máu lạnh chăng? Và tiếp theo nha, tụi mình muốn giới thiệu với các bạn món đồ chơi sẽ khiến bạn không dám đi vệ sinh vào ban đêm luôn này. Thứ năm, Fearsome Flush. Fearsome Flush tạm dịch là chiếc bồn cầu đáng sợ, được sản xuất vào năm 1986. Các bạn có biết không, có khá là nhiều người phải thiệt mạng do chẳng may trượt chân khi vào nhà vệ sinh đấy. Đang ngồi thì bồn cầu bị vỡ, hay thậm chí còn có người bị sát hại rồi giấu xác dưới bồn cầu nữa đấy. Và Fearsome Flush chính là những món đồ chơi được lấy cảm hứng từ những câu chuyện kinh dị của nạn nhân chết tại bồn cầu. Các oan hồn của họ sẽ được oán luôn nơi đây, nên bồn cầu có thể là một thứ vừa dơ bẩn lại vừa đáng sợ. Các bạn có tưởng tượng được không? Khi đang đi vệ sinh vào ban đêm, mắt thì vẫn đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Bỗng nhiên bồn cầu nó thè cái lưỡi nhớt nhớt dài ngoằn ra, chạm nhẹ vào bờ mông của bạn rồi lồi hai con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bạn nữa. Mới tưởng tượng thôi đã thấy muốn chạy thục mạng ra khỏi nhà rồi, chứ đừng nói là cái món đồ chơi tởm lợm này mà mang nó về nhà các bạn ha. Howdy doody. Từng là một nhân vật nổi tiếng trong các show truyền hình cho trẻ em vào những năm 1950, nhưng mà Howdy Doody cũng là nỗi ám ảnh với nhiều người nha. Howdy Doody là một cậu bé rối với khuôn mặt đầy tàn nhang, hai má đỏ hay hay với mái tóc bóng lộn. Mục đích khi tạo ra con búp bê này là để mang lại tiếng cười cho trẻ em, nhưng mà nhìn lại đi các bạn, giống để dọa người thì đúng hơn. Nếu bạn đã từng biết đến series phim nổi tiếng mà búp bê thì chắc hẳn sẽ thấy Howdy Doody có vẻ ngoài khá giống với con búp bê sát nhân Chucky chuyên đi giết người đúng không? Không những thế, vì là một chú rối nên khi cử động thì Howdy có điệu bộ cứng nhắc và kỳ cục lắm, kiểu như dáng đi của mấy con zombie trong phim vậy. Còn gì đáng sợ hơn combo kết hợp giữa zombie và sát nhân giết người cơ chứ? Khi Howdy được ra mắt thì người ta thấy nó chẳng có gì đáng sợ và khá là yêu thích con búp bê này. Nhưng mà sau một thời gian thì cuối cùng người ta cũng nhận ra là ngoại hình của Howdy Doody thật là không phù hợp, đặc biệt nó bị lên án rất nhiều bởi khuôn mặt nham hiểm, nụ cười đáng sợ tới tận mang tai, cứ như là tên sát nhân Joker nổi tiếng vậy đó. Bạn có dám ngồi xem những show truyền hình của con rối đáng sợ này mỗi buổi tối không? Không biết là bạn như thế nào, nhưng nếu là mình thì mình sẽ đốt luôn cả cái tivi luôn. Các bạn thân mến, các bạn thấy những món đồ chơi trên như thế nào? Hãy bình chọn những món đồ chơi mà bạn cảm thấy đáng sợ nhất ở phần bình luận các bạn nhé. Và video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng. Hẹn gặp lại ở những video sau nha. Bye bye. Bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký, theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào!